Tiểu sử ca sĩ Ái Vân. Cuộc đời Ái Vân lận đận trên đường tình duyên, sự nghiệp, mà sức khỏe Ái Vân cũng không tốt. Sau này, chị còn phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Ái Vân là một nữ danh ca nổi tiếng ở miền Bắc sau năm 1975 và sau này là tại hải ngoại. Không chỉ sở hữu giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, đầy kỹ thuật, Ái Vân còn sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Tuy thành công trên sân khấu nhạc và được hàng triệu người ái mộ, nhưng Ái Vân lại có đời tư trắc trở và đầy bi kịch, khiến ai cũng phải xót xa. Ái Vân sinh năm 1954, vốn là con nhà nòi khi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ của Ái Vân là nghệ sĩ cải lương Ái Liên, bố là ông Hà Quang Định, một trong những chủ hãng phim tư nhân đầu tiên ở Việt Nam. Với bệ phóng vững chắc, nữ ca sĩ được bố mẹ hỗ trợ hết mực khi theo đuổi ca hát. Ngay từ nhỏ, Ái Vân được tiếp xúc với âm nhạc Việt và cải lương. Chị nói, mẹ tôi là người Bắc nhưng lại hát bằng giọng Nam, từ tân nhạc tới cải lương. Hồi đó, tôi nghe mẹ hát thấy ngộ lắm, nhưng dần lại thấy hay. Sau năm 1954, mẹ tôi đi theo các đoàn cải lương Nam Bộ. Chính vì thế, nên ngay từ khi biết hát cải lương, tôi đã hát bằng giọng Nam. Bố của Ái Vân tuy không phải nghệ sĩ nhưng lại rất đam mê âm nhạc và yêu thích giới nghệ sĩ, nên đã hỗ trợ hết mình cho con gái theo đuổi nghệ thuật. Từ năm 1971, khi mới 17 tuổi, Ái Vân đã tham gia làm kịch ngắn cho đài truyền hình. Sau đó, chị vào Nam tham gia đoàn ca múa Bông Sen. Nhờ nói được giọng miền Nam nên Ái Vân được kiêm thêm phát thanh viên đài phát thanh. Tới năm 1976, Ái Vân ra học nhạc viện Hà Nội và sau khi tốt nghiệp thì về công tác tại nhà hát nhạc nhẹ Việt Nam vào năm 1979. Ái Vân thuộc lứa ca sĩ được đào tạo bài bản về thanh nhạc, lại có nền tảng nghệ thuật dân gian từ gia đình nên hát rất hay. Không những có kỹ thuật mà nữ danh ca còn sở hữu giọng hát thánh thót, lanh lảnh và truyền cảm, cùng khả năng diễn xuất, vũ đạo điêu luyện nên tạo được nhiều màn trình diễn đầy hấp dẫn. Nhờ đó, Ái Vân từ khi còn là ca sĩ trẻ đã được đông đảo khán giả ái mộ. Ái Vân chính là một trong những ca sĩ nhạc nhẹ đầu tiên của miền Bắc thành công vang dội. Khi đó tiếng hát của Ái Vân phủ khắp các đài phát thanh, qua những ca khúc nổi tiếng như Bài Ca Xây Dựng, Triệu Bông Hồng. Năm 1982, Ái Vân sang Đức tham gia liên hoan âm nhạc quốc tế Dresden và đoạt giải thưởng lớn. Đây là giải thưởng nhạc nhẹ đầu tiên của một ca sĩ Việt Nam trên đấu trường quốc tế, và sau này chị cũng đi diễn nhiều nơi trên thế giới. Sau năm 1990, Ái Vân sang nước ngoài định cư và cũng thành công vang dội tại hải ngoại. Khi chị bước vào thử giọng và cất tiếng hát, đã được giám đốc trung tâm Thúy Nga đồng ý ký hợp đồng thu âm và ghi hình. Thành công của Ái Vân là một kỳ tích cực kỳ hiếm hoi ở trung tâm Thúy Nga. Danh hài Chí Tài từng kể lại, khi Ái Vân vào Thúy Nga có ít nhất 3 ca sĩ không muốn hát chung với chị. Tuy nhiên, Ái Vân đã dần chinh phục khán giả lẫn đồng nghiệp nhờ tài năng của mình. Không chỉ hát hay, Ái Vân còn diễn xuất rất tốt, lại múa đẹp nên đảm nhiệm được những màn ca múa nhạc tạp kỹ phức tạp trên sân khấu Thúy Nga. Điều khiến Ái Vân đặc biệt khác với các ca sĩ hải ngoại khác là chị chuyên trị dòng nhạc dân ca Nam Bộ với âm hưởng quan họ, ca trù trên sân khấu Thúy Nga. Chị hóa thân vào nhiều nhân vật như Thúy Kiều, Thị Màu. Ngoài ra, Ái Vân cũng hát nhạc nhẹ rất hay. Ái Vân chính là ca sĩ đầu tiên nâng đỡ Chí Tài. Anh kể lại, tôi có được ngày hôm nay một phần nhờ vào sự giúp đỡ của chị Ái Vân. Lúc đó tôi làm hòa âm một số ca khúc cho Ái Vân như Tát Nước Đầu Đình, Lý Cây Đa. Khi tôi hòa âm xong, Ái Vân rất thích và chuyển bản thu qua cho giám đốc trung tâm Thúy Nga, bảo với họ rằng có người tên Trí Tài hòa âm rất vui nhộn, duyên dáng. Một lần khác, Ái Vân gọi điện cho tôi nói, Tài à, mình sẽ hát bài Trăng Sáng Vườn Chè, Tài hòa âm cho mình hát bài đó. Tôi viết lại mới toàn bộ hòa âm rồi gửi qua cho Ái Vân, chứ không dùng hòa âm cũ. Ái Vân nghe xong rất thích. Đến lúc thu hình, chị ấy gọi qua nói, bây giờ mình nhờ Tài phụ diễn bài này được không? Tài chỉ việc ngồi, mình ra hát tới đâu Tài diễn tới đó. Đây là một cơ hội mới với tôi. Lúc đó, cũng là lần đầu tiên tôi bước lên sân khấu Paris B9 với vai trò diễn xuất. Về đời tư của nữ ca sĩ, đời tư bi kịch, phải trốn sang Đức, thành công và xinh đẹp trên sân khấu, nhưng Ái Vân lại có đời tư đầy bi kịch. Chị từng trải qua hai đời chồng trước khi sang hải ngoại, trong đó, cuộc hôn nhân với người chồng thứ hai đã để lại cho chị nhiều sóng gió và đau khổ, nên Ái Vân quyết định tìm cách sang Đức, bỏ lại cả sự nghiệp đang trên đỉnh cao. Tuy nhiên, quá trình đi nước ngoài của nữ danh ca cũng gặp nhiều trục trặc. Ban đầu, vì một số sự cố nên Ái Vân không đi được. Thời điểm này quá cục quẫn, chị đã uống thuốc ngủ để giải thoát cuộc đời mình. Ái Vân nói, nhận được tin tôi tự vẫn vì chuyện đời tư quá bi đát, không còn cách giải thoát lựa chọn nào khác. Tôi uống thuốc ngủ để tự vẫn. Rất may chị được phát hiện rồi đưa đi bệnh viện rửa ruột. Sau đó, bố của Ái Vân đã làm mọi cách để con gái được sang Đức để trốn tránh cuộc hôn nhân đau khổ. Cuối cùng thì Ái Vân cũng sang được nước Đức trong nỗi đau đớn khi phải bỏ lại con trai nhỏ 4 tuổi. Chị nói, tôi không thể hình dung được cuộc đời tôi lại có những năm tháng khốc liệt đến thế. Chính tôi đọc lại mà không cầm được nước mắt, đau đớn. Lúc vui thì không sao, còn lúc buồn, tôi chẳng là gì, như con chó con mèo trong nhà. Tôi muốn chia tay một cách tự nhiên, nhưng người chồng đó không cho, nên tôi buộc phải chạy trốn bằng cách rời khỏi Việt Nam. Giữa lúc sự nghiệp đang trên đỉnh cao, tôi đau đớn vứt bỏ hết gia đình, cha mẹ và đứa con thơ duy nhất mới 4 tuổi để đi Đức. Tôi đau hơn cắt da cắt thịt, nhưng còn hơn ở lại để chọn cái chết. Tuy nhiên,
khi Sang được tới Đức, những biến cố vẫn liên tục ập đến với Ái Vân. Thời điểm đó, Đông Đức và Tây Đức nhập làm một, khiến ngôi trường Ái Vân đi du học không còn cơ sở tồn tại và phải ngừng việc học. Mãi về sau Ái Vân sang Mỹ định cư. Bắt đầu năm 2000, khi sự nghiệp đã đi vào ổn định, thì Ái Vân lại bất ngờ phát hiện mình bị ung thư, phải hóa trị. Từ đó, chị buộc phải lui khỏi sân khấu để tịnh dưỡng sức khỏe. Hiện tại, Ái Vân đã không còn ca hát và sống yên bình bên người chồng thứ ba, là một kỹ sư tin học, và có với nhau thêm một người con gái. Con trai chung với chồng cũ cũng sống tại Mỹ cùng với Ái Vân. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.